Hôm qua tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị áp dụng mức thuế tương đồng giữa taxi truyền thống với Grab và Uber. Theo Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Grab và Uber thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, chẳng hạn Uber nộp thuế giá trị gia tăng VAT trên doanh thu được hưởng là 3%, thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu được hưởng là 2%. Đối với Grab, cộng các loại thuế phải đóng cũng chỉ từ 6 đến 7%. Trong khi đó, doanh nghiệp taxi truyền thống phải nộp VAT 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Đồng thời hiệp hội cũng kiến nghị duy trì chu trình kiểm định 1 đến 2 năm như cũ, thay vì 6 đến 18 tháng như quy định mới đây, nhằm tránh ảnh hưởng nhiều đến thời gian kinh doanh, chi phí tăng lên, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề nghị bổ quy định theo thông tư số 73 của Bộ Giao thông Vận tải về thời gian lái xe dừng nghỉ 15 phút đối với taxi. Bởi lẽ, việc buộc taxi phải nghỉ 15 phút khi hoạt động 4 tiếng rất dễ gây tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, nhất là điều kiện đường xá thành phố Hồ Chí Minh vì đang chạy ngoài đường phải dừng lại.